tham quan địa danh Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc. Trước mắt các bạn đó chính là nhà ga Trương Gia Giới, và bên đây chính là trạm xe buýt. Từ trạm xe buýt này các bạn có thể bắt xe buýt để đi lên Vũ Lăng Nguyên. Và đây là nhà ga thì các bạn có thể đi đến ga Trường Sa, đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Và đằng sau đó chính là núi Thiên Môn Sơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến mua vé để đi Vũ Lăng Nguyên nha. Hai ông cháu bắt xe buýt để đi từ thành phố Trương Gia Giới để đi tới điểm tham quan là Vũ Lăng Nguyên. Và xe buýt thì đã đậu bên ngoài khu du lịch nên phải bắt một chiếc xe ôm để đi vào bên trong điểm tham quan. Thì từ thành phố Trương Gia Giới đến khu du lịch Vũ Lăng Nguyên là khoảng 33 cây số, và xe buýt sẽ đi trong vòng 45 phút đồng hồ. Như mọi người thấy ở đây là bây giờ chưa phải là một cao điểm, chưa phải là mùa hè, nhưng mà có rất đông du khách đã đổ xô đến tham quan Trường Gia Giới tại Vũ Lăng Nguyên rồi. Và trước mắt chúng ta thì đó chính là địa điểm mua vé để chúng ta chính thức bước vào bên trong khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên. Xe buýt tới đây nhưng mà xe nó ngừng ở ngoài đường nên phải bắt xe ôm 5 tệ đi vô đây, chở thẳng vô tới chỗ mua vé luôn. Và hôm nay thì hai chú cháu sẽ cùng nhau đi khám phá Vũ Lăng Nguyên. Đây các bạn thấy đông chưa? Đây chính là quảng trường để mọi người có thể mua vé để đi vào công viên địa chất Vũ Lăng Nguyên. Vũ Lăng Nguyên thì cách Trương Gia Giới khoảng 30 cây số. Đây là thẻ vé để đi vào Vũ Lăng Nguyên. Giá vé là 225 tệ một người và có giá trị trong vòng 4 ngày. Bởi vậy cái khu này rất là lớn. Ủa không được. Cái khu này rất là lớn và phải cần ít nhất 4 ngày thì mới có thể tham quan hết tất cả những cái điểm du lịch ở trong Vũ Lăng Nguyên. Bây giờ hãy đi vào trong. Quá đông rồi. Cả ngàn người ở đây. Mình nghĩ đây là cái điểm tham quan đông nhất ở Trung Quốc. Và cũng là một trong những điểm tham quan đắt đỏ nhất Trung Quốc. Nơi đây rất là hàm hết. Rồi quét mã nhân tài. Bây giờ sẽ phải tiếp tục đi xe buýt để vào bên trong khu du lịch. Sau khi lên chuyến xe buýt miễn phí của khu du lịch để đi vào bên trong khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên thì hai ông cháu đến điểm tham quan đầu tiên. Có bây giờ đi thử cái tàu điện ở trên núi chưa? Cái giá vé này là 38 tệ một người và phải mua riêng, không có bao gồm chung cái vé đi tham quan Vũ Lăng Nguyên. Hoặc là nếu các bạn có muốn đi tàu điện thì đi bộ như là mọi người ở đây. Thì cái tàu điện này nó sẽ chạy dọc theo một cái hẻm núi rất là đẹp. Chúng ta hãy cùng xem nha. Và khu tham quan đầu tiên của chúng ta đó có tên là Thập Lý Họa Lan, là một địa danh du lịch nổi tiếng nằm ở phía tây bắc của khu bảo tồn thiên nhiên Sách Khê dưới chân núi Thiền Tử. Và một điều đặc biệt ở đây là chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác đó là đi tàu điện ở trong một cái thắng cảnh tuyệt vời, đó chính là hai bên là những vách đá cao sừng sững của khu bảo tồn thiên nhiên rừng đá sa thạch như thế này. Hoặc là mọi người cũng có thể đi bộ tà tà thưởng ngoạn thắng cảnh. Nơi đây có những rừng cây xum xê, những rặng hoa ngát hương và những phiến đá với hình thù kỳ lạ, tạo thành một quần thể trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tạo ra dưới bàn tay của bàn mẹ thiên nhiên. Vì cái khu tham quan này quá rộng lớn nên chúng ta phải tiết kiệm sức lực để có thể đi tham quan những nơi tiếp theo. Chính vì vậy mà hãy tận dụng những cái phương tiện như thế này. Nơi này thì được gọi là Shili. Là một cái hẻm núi dài 5 cây số và các bạn có thể đi bộ ngọn núi này. Ở đây rất là đẹp luôn. Tại đây thì có ba ngọn núi nè, được gọi là ba chị em. Núi non rất là hùng vĩ. Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên thì được UNESCO chọn làm di sản thế giới với khoảng hơn 3.000 cột đá và tổng diện tích là hơn 600 km². Núi non trùng điệp đẹp chưa? Trong Vũ Lăng Nguyên này thì có 3 điểm tham quan chính và chúng ta phải mất 3 ngày ít nhất để có thể tham quan hết 3 điểm tham quan đấy. Tại đây thì chúng ta có thể thấy là một chiếc bia với dòng chữ Thập Lý Huệ Lăng bằng tiếng Hoa, và đằng sau thì đó chính là quang cảnh rất là hùng vĩ của nơi này. Và đặc biệt là trong đây thì chúng ta còn có thấy những cái dòng thác
và những dòng suối rất là trong lành. Tại đây thì cảm nhận được cái thiên nhiên nơi này rất là tỏa sáng khi mà có rất là nhiều những cái con suối trong lành chảy qua những chiếc khe, tạo ra một cái không gian rất là xanh mát. Trong này thì ngoài núi non hùng vĩ thì có những con suối rất là trong như thế này. Các bạn thấy nước đã chưa? Đây ở trong khu du lịch thì sẽ có những cái trạm xe buýt như thế này để đưa từ điểm này đến điểm kia. Không chú miễn phí bao giờ. Một điểm tham quan nữa mà không thể bỏ qua đó chính là thang máy Bài Long. Đây là thang máy cao nhất trên thế giới, thang máy ngoài trời cao nhất trên thế giới. Trên này thì sẽ có một cái tầm nhìn, có thể tầm nhìn bao quát 360 độ của Trường Nhà Giới. Bây giờ hãy đi vào trong. Đây giá vé để đi lên cấp thang máy cao nhất thế giới là 72 tệ. Đây là trạm cáp treo. Lão rồi. Châu. Lấy cái rồi. No. Okay. Lấy cái rồi. Các bạn này đến từ Pháp nha. Sao Việt Nam. Ok, có vé rồi. The good side. The good side. Okay. Let's go, guys. Oh, sorry. Have a good trip. Have a good trip. See you. Đây không chỉ là thang máy cao nhất thế giới đâu, nó còn là thang máy đắt nhất thế giới. 76 tệ. Hơn 200.000. Đây là lò rẫn. Một lỗ ong với hai cây súng. Cây súng này 8.000 đô. Cái này cũng 8.000 đô. Cộng lại là 320 triệu. Đúng không chú? Trời ơi. Từ hai cây súng này không cũng 5-6 kg. 5-6 kg hay 10 kg chú? 5 kg. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào thang máy. Và địa điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ đi tham quan đó chính là thang máy Bách Long. Nghĩa là thang máy trăm rồng, là một thang máy bằng kính và xây tựa vào một vách núi khổng lồ với độ cao là 330m, và đây được xem là thang máy ngoài trời cao nhất và nặng nhất trên thế giới. Và thang máy này thì bắt đầu xây dựng vào khoảng tháng 10 năm 1999 và chính thức đưa vào sử dụng vào năm 2002. Thang máy Bách Long thì có sức chứa lên tới 50 người mỗi lượt, và Bách Long có thể đưa 1.380 người cùng lên đỉnh núi vào mỗi giờ. Và nếu như lựa chọn đi thang máy thì du khách chỉ tốn khoảng 1 phút 32 giây để lên trên, thay vì phải leo núi lên tới 2 tiếng rưỡi. Trong giây lát thì chiếc thang máy có cửa kính trong suốt sẽ mở ra trước mắt du khách. Sau đó thì mọi người sẽ được tận hưởng một quang cảnh cực kỳ đẹp của những cục đá cao ngất trời. Và thang máy thì đã trở thành điểm nhấn của vườn quốc gia Trường Gia Giới, nơi ai cũng muốn thử. Đau quá. Wow. Thank you. Thang máy này thì có tổng kinh phí xây dựng là khoảng 400 tỷ đồng. Thang máy Bách Long thì hoàn toàn không dành cho người yếu tim, vì thang máy đã có độ cao 320m. Đã muốn quéo tim rồi mà khi lên đến đỉnh ở độ cao là gần 400m lại càng phải quéo giò. Độ cao ngang ngửa với tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 ở Sài Gòn. Đây là đệ tử của Tôn Ngộ Không, Đại Thiên Đại Thánh, chị Vì ở trên đỉnh núi Trường Gia Giới. Đệ tử này có con rồi. Trong bộ phim Ta Du Ký Đình Đám của điện ảnh và văn học Trung Quốc, ta còn nhớ tới cảnh là Tôn Ngộ Không đuổi theo Bạch Cốt Tinh để tới tận hang ổ của yêu quái này. Và cảnh đấy thì không được quay ở đâu khác ngoài vườn quốc gia Trường Gia Giới. Chính khung cảnh vừa ma mị vừa thần tiên mà đoàn làm phim đã quyết định chọn nơi này làm bối cảnh. Khi mà đứng ở đây quan sát thì bỗng hình ảnh tuổi thơ chúng ta hiện về, với hình ảnh của Tề Thiên trên cân đậu văn đuổi đánh con yêu quái là một bộ xương khô, nhưng đã biến hình thành ba người hiền lương nhằm ăn thịt Đường Tăng. Mà không biết là Tôn Ngộ Không hay là yêu quái nữa. Vậy đâu mà nhào nhào lại xin đồ ăn, giật đồ nữa.
Đến đây thì chúng ta mới thấm câu nói đó là cảnh sắc mê hoặc lòng người là như thế nào. Trương Gia Giới đẹp nhất là vào mùa mưa khi có những sương mây giăng ngang chừng núi, hay là vào mùa đông thì tuyết sẽ phủ trắng cả những cảnh quan. Khu tham quan thì rất là rộng lớn và nếu ai mà ngại đi bộ thì đến đây sẽ cảm thấy rất là ngán. Nhưng với mình và ông bác đi chung thì những cục đá với những hình thù kỳ lạ và độc đáo cứ thay đổi ở những góc nhìn khác nhau và cứ dẫn lối và thu hút các du khách đi mãi, đi mãi. Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên thì nằm ở phía tây thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, và tên gọi Vũ Lăng Nguyên thì có nguồn gốc từ một bài thơ có tên là Đào Nguyên Hành của một nhà thơ đời Đường ca ngợi vùng đất này, trong đó có chữ Vũ Lăng Nguyên. Khu thắng cảnh này thì có tổng diện tích là gần 400 km², được tạo thành bởi 3 khu bảo tồn thiên nhiên, đó là công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, vực Sở Khê và núi Thiên Tử, với khoảng 560 thắng cảnh khác nhau. Vườn quốc gia Trương Gia Giới thì nằm trong vùng trũng của Hồ Động Đình. Vài triệu năm trước thì nơi này được bao phủ bởi đại dương mênh mông. Sau đó thì biến đổi phức tạp của vỏ trái đất đã tạo nên những cục đá vô cùng ấn tượng. Nơi này còn được ví như là Pandora của trái đất, hay là tiên cảnh thu nhỏ của trần thế, và là một trong những nơi sở hữu hệ sinh thái thiên nhiên trù phú nhất trên thế giới. Cũng phải kỳ công lắm mới xây được cái bục quan sát như thế này, ở trên này, cao như thế này. Đã vậy họ còn xây thêm thang máy nè, tàu điện nè, đường đi của xe buýt nữa, kinh khủng chưa? Ở đây có một tầm nhìn cực kỳ đẹp. Có hai bộ phim rất là nổi tiếng đã từng quay ở đây. Thứ nhất đó là phim Avatar, đó là phim 3D đầu tiên trên thế giới của đạo diễn James Cameron. Và thứ hai đó là phim Tây Du Ký. Và đây chính là động của Bạch Cúc Tinh. Các bạn thấy quen không? Đẹp ghê chưa? Cao lắm mấy bạn, sâu hun hút luôn nè. Mà mấy anh khỉ cũng gan ghê, nó trèo từ cái cây này qua cây kia, lỡ mà đứt nhánh là rớt xuống là banh xác. Cao quá trời luôn. Thấy cảnh núi non ở đây rất là hùng vĩ, đúng như những cái bức tranh thủy mặc của Trung Quốc ấy, bằng tranh sơn mực mà mình hay thấy. Có một câu rất là hay, đó là người ta hơn nhau không phải là ở cái hơi thở dài hay ngắn khác nhau, mà quan trọng đó là những cái phút giây mà khiến chúng ta phải nín thở về những cảnh như thế này. Tự thắc mắc là tại sao nhà văn Kim Dung lại không có một cái tác phẩm kiếm hiệp nào tại đây, mà ông chỉ cho nhân vật của mình luyện công ở Hoa Sơn, ở Võ Đan, ở Thiếu Lâm thôi. Còn Trương Gia Giới đẹp như thế này, cảnh sắc thần tiên, lại không có một tiên sinh nào sao? Hồi đó ông mua vé máy bay đến đây chưa được. À, ông chưa đến đây ha. Máy bay từng câu không có. Đúng rồi, đó chắc chưa xây cái này. Ở đó chưa xây mà người ta chưa khám phá. Tại chỗ này quá khó khăn đi, làm sao mà nhà tu hành nào có thể lên đây được? Cũng chưa có cho nên không có lên được. Mình đi kinh công lên tới trên này, đỉnh cao của thế giới. Cô ra đây ngồi nha, tiếp tục mình con. Ra đây ngồi nè các bạn, thử thách. Không dám đâu. Đi thang máy Bách Long để lên trên là chúng ta sẽ có được tầm nhìn bao quát và rất là dễ quan sát những cái cột đá của vườn quốc gia Trương Gia Giới. Nếu không thì chúng ta chỉ đi là đà ở dưới mặt đất và phải ngước nhìn lên những cái cột đá cao chót vót như vậy, rất là mỏi cổ và không có tiện chút nào. Nhưng mà lên đây rồi thì thấy công sức và tiền bạc bỏ ra không hề phí. Khu này rất là rộng, nếu mà các bạn không có nắm được cái đường đi nước bước cũng như là cái tuyến bản đồ và những cái tuyến xe buýt thì sẽ mất rất là nhiều thời gian, bởi trong này sẽ bị lạc. Ở trong này cực kỳ rộng luôn. Thôi cảm nghĩ đi chú, thấy như thế nào? Đẹp quá, thấy cái cảnh này đẹp quá. Quá đẹp, so với Blue Mountain ở Australia như thế nào? Quá đẹp hơn nhiều, gấp 10 lần so với Blue Mountain nha. Đây.
Trong vườn quốc gia Trương Gia Giới có một cột đá vô cùng nổi tiếng có tên là Hallelujah, hay còn gọi là cột trụ trời Nam. Và cột trụ này thì cao đúng 1080m. Và cột đá này thì rất là nổi tiếng với người Tây Phương qua bộ phim Hay, nên người ta hay đến đây để chụp ảnh kỷ niệm. Chính vì cảnh sắc xuất thần như vậy và thoát tục đến như thế mà đạo diễn James Cameron đã bị mê đắm và chọn nơi này làm bối cảnh trong phim Avatar. Và đúng là như thế, trong phim thì ta chiêm ngưỡng được những cột đá bay lơ lửng giống như là ở một hành tinh nào đó hoàn toàn xa lạ. Thì khi đứng đây ngắm nhìn, ta cũng có cảm giác mình đang lạc vào một không gian đầy ma mị, không phải là ở trái đất nữa, do cảnh sắc nơi này quá là tiên bồng. Giá vé tham quan ở đây là 270 tệ, tương đương với khoảng 800.000 tiền Việt, chỉ đắt hơn 100.000 so với giá vé tham quan đỉnh Phan Xi Păng. Nhưng mà vé ở đây thì có giá trị đến 4 ngày và bao gồm cả vé xe buýt di chuyển bên trong khu thắng cảnh. Và sau khi đi lên thang máy Bách Long thì chúng ta sẽ phải đi bộ ngắm cảnh dọc theo những cung đường đáng sợ có độ cao ngất trời với khoảng 2 tiếng đồng hồ và với khoảng cách đi bộ là chừng 5 cây số, để đến với một trạm cáp treo để đi xuống. Khu tham quan này thì như là một mê hồn trận vậy. Nếu như chúng ta đi tham quan mà không nghiên cứu bản đồ trước thì sẽ bị choáng, giống như là bước vào một siêu đô thị hoàn toàn mới lạ với những tòa nhà cao tầng, và bạn sẽ bị mất phương hướng, không biết sẽ đi đâu về đâu. Và với Fahoka thì cũng không có nhiều thời gian để có thể đi tham quan hết cả khu thắng cảnh như vậy, đến 4 ngày nên chỉ đến những điểm tham quan chính. Và ở đây như các bạn thấy là người ta còn xây những cây cầu có lưới sắt như thế này để có thể có được tầm nhìn xuống ở bên dưới là vực sâu thăm thẳm rất đáng sợ. Bên những cái vách đá như vậy, đâu ai mà có thể leo lên được vách đá này, cả triệu năm rồi ha. Đây là cây cầu tự nhiên đầu tiên trên thế giới. Cầu này bề rộng là 4m và cao 350m. Chưa, một cái hẻm núi sâu hùng hút luôn á mọi người ơi. Và người Trung Quốc thì họ hay có một tín ngưỡng, đó chính là khi đến những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ thì họ sẽ cột lại những dải yếm màu đỏ với những nguyện ước để cầu mong rằng những điều ước của mình sẽ thành sự thật. Và ở trên núi này còn có một dòng suối có tên là Lưỡng Long, và người ta tin rằng khi uống dòng suối này thì có thể mang lại nhiều phước lành cũng như là rất là tốt cho sức khỏe, vì cái nguồn suối ở đây rất là tinh khiết và trong lành. Chính vì vậy mà người dân cũng tập trung để lấy nước. Đây là những cái trạm dừng ở trên những ngọn núi, mọi người có thể lên đây và ăn đồ ăn. Đây là rang của mình mua một cái trứng xúc xích. Rồi, con mua rồi. Dạ. 15. Mấy bạn qua Trung Quốc á, biết phải mang theo thuốc nhức đầu Panadol theo. Nghe tụi này nó la không, nó gắn micro, nó cứ la không nghe cũng mệt, nhức não. Nói vậy nhức đầu băng băng luôn. Nó cứ la vậy đó. La hoang. Đây có một cảnh sắc tuyệt vời luôn các bạn. Nói chung là bất kỳ ai đã đến với Trương Gia Giới rồi đều phải sửng sốt trước cảnh đẹp như thế này. Không thể tưởng tượng nổi là cách đây hàng triệu năm thì những tảng đá như thế này đã tồn tại. Và cũng không hiểu rằng làm sao mà bà mẹ thiên nhiên có thể điêu khắc những cái cột đá mà nó cao sừng sững như vậy. Đứng ở đây cảm thấy mình thật là nhỏ bé so với thiên nhiên. Quá khổng lồ những cột đá như thế này. Người ta kêu rằng rừng đá Sa Thạch là những cái cột đá chống trời đó các bạn. Ở đây nhìn xuống rất là sâu luôn, những cái tầng tầng lớp lớp như vậy, ẩn ở trong những cái đám mây. Quá đẹp. Một cảnh sắc mà khó tìm thấy nơi nào trên thế giới ngoài cái Trương Gia Giới này của Trung Quốc. Đây, mọi người lưu ý là nếu các bạn đã bắt cái thang máy cao nhất thế giới Bài Long đi lên là các bạn phải đi xuống bằng cái cáp treo, không có đường nào khác đâu. Và đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn từ 60 tuổi trở lên
đều được miễn phí, nhưng mà chỉ dành cho người Trung Quốc thôi. Bởi vậy hả, phải học một chút tiếng Hoa thì sẽ được giảm 50%. Như bác này đây được giảm 50%. Giá cấp treo là 72 tệ và bác chỉ trả có 36 tệ thôi. Bây giờ chúng ta đã trở thành Trung Quốc giả. Nếu không mình sẽ trả tiền rất là nhiều. Đây là cái điểm tham quan mà hút tiền, hút cạn túi luôn. Đi vừa khổ, tiêu hao năng lượng mà túi tiền thì cũng tan biến. Cấp treo quá cao rồi. Ai sợ đồ cao lên đây là quéo nhỏ nha. Để đi xuống núi thì chỉ có hai cách, một là sẽ đi cáp treo hoặc hai là đi bộ, và đi bộ sẽ mất khoảng từ 2 tới 3 tiếng. Nhưng mà đi cáp treo thì cũng có thú vui của nó. Giờ thì ta đã có thể bay xuyên qua những cột đá mà không cần phải học khinh công. Với độ cao như thế này thì ta nói cũng quéo giò quéo cẳng lắm chứ chẳng chơi. Tim thì thổn thức, đập phành phạch luôn. Ai nấy cũng ngồi im re không dám nhúc nhích. Xung quanh bốn hướng thì chỗ nào cũng toàn là những vách đá thẳng đứng, bên dưới thì lại là những cánh rừng già, ôi thôi đầy rẫy những gian nan. Bỗng thấy thật là đáng nể những ai đã thi công những công trình như thế này. Sau khi xuống cáp treo thì hai ông cháu sẽ bắt xe bus để về lại trung tâm thành phố Trường Dạ Giới, tạm biệt rừng đá sa thạch khổng lồ, khiến mình đã tiêu tốn không biết bao nhiêu sinh lực và tài lực để có được những ấn tượng thật là khó quên. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã đến trung tâm thành phố Trường Dạ Giới rồi. Mọi người có thể thấy ở đây là đường xá rất là rộng rãi luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái chương trình biểu diễn ha. Mọi người biết buổi tối ở Trường Dạ Giới người ta làm gì không? Người ta sẽ lên đồ và đi xem một cái chương trình biểu diễn rất là hay. Và đây là chương trình biểu diễn thực cảnh ngoài trời đầu tiên trên thế giới và được đánh giá rất là cao. Tối thì rất là đông người đến đây để xem chương trình biểu diễn. Wow. Thiên Môn Hồ Tiên là một chương trình biểu diễn khá là hoành tráng dưới chân núi Thiên Môn do nghệ sĩ Trương Nghệ Mu dàn dựng. Cốt truyện xung quanh kiểu truyền thuyết Liêu Trai là một con hồ ly chín đuôi tu luyện ngàn năm trên núi Thiên Môn rồi hóa thành yêu nữ. Sau lần gặp gỡ với chàng tiều phu đã mang lòng say mê, tuy nhiên lại bị dân làng săn đuổi nhằm tiêu diệt cáo yêu. Và sau nhiều lần trắc trở như vậy thì họ đã đến được với nhau, nguyện tình thiên thu. Chương trình thì có tới 300 diễn viên với các trang phục cổ trang và những căn nhà chòi được dọc theo nhờ những cái vách núi, và âm thanh và ánh sáng thì được đầu tư khá là công phu. Và trên tờ quảng cáo của cái nhà hát thì họ nói rằng đây chính là chương trình biểu diễn thực cảnh đầu tiên trên thế giới từ năm 2009, tức là cách đây cũng đã mấy chục năm. Câu chuyện lâm ly bi đát giữa một anh chàng tiều phu và một con cáo. Nói chung không có gì hay hết. Coi rất là chán, mình ngắm tới ngắm lui, thậm chí là mong cho nó hết sớm để đi về ngủ sướng hơn. Ok thôi, kệ, tạm chấp nhận. Lỡ coi biết sao giờ. Sáng mai chúng ta sẽ đến tham quan Thiên Môn Sơn. Mọi người biết đây là đâu không? Xin chào buổi sáng. Đây là con đường
khách sạn của mình có rất là nhiều khách sạn. Con đường rất là sạch sẽ, chỉ là một con hẻm thôi ha. Và đây chính là đồ ăn sáng. Sáng ăn sáng sớm tụ chưa? Để mình giới thiệu món ăn sáng ở Trung Quốc. Có sủi cảo, có mì, có phở. Đây là bánh, bánh bao hấp, giò cháo quẩy. Và đặc biệt là sẽ có sữa đậu nành miễn phí. Đây là cháo. Và sẽ có trứng như thế này. Đây là trứng hấp với luộc với táo mộc. Trông sạch sẽ chưa? Ăn là bao phê. Đây là bữa sáng của mình đây. Đây và sáng nay thì chúng ta sẽ đi tham quan Thiên Môn Sơn. Thiên Môn Sơn thì sẽ đi cáp treo lên. Và trạm cáp treo thì chỉ cách khách sạn của mình mấy trăm mét thôi ở bên kia đường. Các bạn có thể đặt khách sạn ở đây ha. Và đi qua đường là cáp treo rồi, không cần phải đi taxi, rất là tiện. Trương Gia Giới là cái nơi hút tiền khách du lịch nhất. Bạn sẽ cháy túi ở đây. Ta phải qua đường thôi. Và sau đó là sẽ tiến vào bên trong để mua vé. Welcome to Thiên Môn Sơn. Bây giờ thì chúng ta đang ở trong cáp treo đi lên núi Thiên Môn Sơn. Núi Thiên Môn thì rất là dễ đi vì ga cáp treo nằm ở trung tâm thành phố Trường Gia Giới luôn. Cáp treo này thì trước đây là tuyến cáp treo dài nhất đầu tiên trên thế giới và đỉnh cao nhất của nó lên tới 1.279m. Từ trong cáp treo thì chúng ta có thể quan sát thành phố Trường Gia Giới và thiên nhiên trù phú của nơi này. Cáp treo này thật ra thì đối với mình thì cũng không sao, nhưng mà với những ai sợ độ cao thì chắc chắn đây sẽ là một đại thử thách rất đáng sợ. Ủa, còn cáp treo kìa. Nó kinh khủng. Nhìn cái chút đá thôi thấy ấm lạnh rồi. Có cái bậc thang này ai leo lên được trời. Trời ơi. Tôi có bậc thang kìa, dã man không? Ừ, thế à. Trời ơi. Lấp. Quá trời cao rồi. Còn cái bậc thang kinh khủng. Núi Thiên Môn thì có độ cao là 1.518m so với mặt nước biển. Ngọn núi này thì đã trở thành niềm tự hào và là biểu tượng của tỉnh Hồ Nam cùng với Vũ Lăng Nguyên và Phượng Hoàng Cổ Trấn. Với mình thì nói thật luôn là trong đời cũng chưa từng thấy ngọn núi nào có cấu trúc kỳ lạ đến như vậy. Hết sức khổng lồ và tầng tầng lớp lớp trùng trùng điệp điệp. Nói đúng hơn thì đây đích thực là đường để đi lên thiên đàng rồi. Đặc biệt hơn là từ trong cáp treo nhìn xuống ta sẽ thấy được con đường tử thần là đại thử thách cho bất kỳ tay lái nào với 99 khúc cua ngoằn ngoèo đến chóng mặt. Cung đường này thì được xếp hạng vào danh sách các cung đường đáng sợ nhất trên thế giới. Thang máy thì đang lướt rất êm, nhưng mà chắc lòng du khách thì đang rúng động, bồi hồi, tim đập nhanh và nổi da gà. Một đường cáp treo mà sẽ dẫn dắt du khách từ ngạc nhiên này đến thích thú kia. Và đoạn căng thẳng nhất là ở gần đỉnh núi, nơi có những vách đá thẳng đứng hết sức hải hùng. Mình đang ở độ cao là hơn 1.500m so với mặt nước biển. Và cái cáp treo này thì tổng chiều dài của nó là khoảng 7 cây số. Ở đây rất là cao, trên này thì khí hậu có phần hơi lạnh so với thành phố Trường Gia Giới. Trên này thì gió cực kỳ mạnh luôn ha. Nên nếu các bạn có lên đây thì nhớ mang theo đồ ấm. Từ đây thì có thể nhìn bao quát thành phố Trường Gia Giới ở bên dưới. Và thành phố Trường Gia Giới như các bạn thấy là nó được bao quanh bởi những dãy núi trải dài vô tận luôn. Mình đã đi cáp treo mà thấy sợ kinh. Cao quá trời luôn, không ngờ là họ có thể làm cái cáp treo đi lên tới trên này. Phải mất rất là nhiều công sức. Bởi vì những cục cáp treo rất là bự, khổng lồ như vậy mà lại trải dài theo cái vách núi cao sừng sững như thế. Wow.
Rồi. Chú thấy sao chú? Ừ, cảnh trên này đẹp quá mà. Sao? Đẹp quá mà chú lại mất mẹ cái giá 250 rồi. So với hôm qua thì sao? Vũ là nguyên. Hôm nay đẹp, hôm nay xấu hơn. Hôm nay xấu hơn. Thì mỗi cái nó có khác nhau, cái này đá nguyên khối. Ừ. Nguyên cục bự. Wow. Cảnh sắc ta nói bồng lai luôn á trời. Bên cầu kính là phải lấy cái này nè, mang vô. Đây là cầu kính cao nhất thế giới nha. Có ai dám sợ, sợ độ cao dám đi đây không? Nhìn xuống kìa là một vách núi sâu thăm thẳm luôn. Wow, họ làm hay thiệt á. Cái lớp kính này rất là dày nên sẽ đảm bảo là không có chuyện gì xảy ra đâu. Ấn lạnh. Này là kính chịu lực đó các bạn. Trung Quốc rất là nổi tiếng với những cây cầu mà được lót bằng kính như thế này ở độ cao chót vót. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê không chú? Ghê không? Ghê không? Ghê mà, nhìn thấy ghê thì chết. Nhìn nó ngớn thì sao? Hả? Wow. Cao quá, trời ơi. Trời ơi, cao quá. Nhìn ấn lạnh luôn. Cái vách núi này rất là giống vách núi ở Hoa Sơn nè. Mình đi Hoa Sơn rồi, thấy cái vách núi đi y chang luôn. Đừng nhìn xuống dưới, nhìn thẳng thôi. Vòng quanh đỉnh núi thì người ta cho xây một cung đường ná thở, treo leo trên vách đá cả cây số, và tổng chiều dài hành lang đi bộ này là khoảng 11 cây số. Một thử thách khác đó chính là hai cầu kính ở hai phía đông và tây có độ dày là 6 cm. Đi trên những cây cầu lơ lửng giữa không trung mà có cảm giác vừa sợ độ cao, vừa cảm phục những công nhân nào đã thi công những hành lang như thế này, mà cũng vừa bị thôi miên bởi cảnh sắc non nước nơi này. Những vách đá như là chạm đến chính tầng mây. Đây chính là nơi rất thích hợp cho các vận động viên chơi các môn thể thao dù bay. Tại đây thì đã tổ chức rất nhiều các buổi họp mặt quốc tế của các đoàn bay chuyên nghiệp. Nếu đi dạo ở đây thì bạn sẽ thấy rằng du khách đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản khá là đông, nên các bạn chỉ dẫn cũng có luôn hai ngôn ngữ này. Ngoài ra thì trên đỉnh Thiên Môn còn có những ngôi chùa và đền, đặc biệt là một ngôi chùa được xây từ thời nhà Đường, nên chúng ta có thể thấy rằng từ ngàn năm trước đã có người lên đến những ngọn núi Thiên Bồng như thế này để tu hành. Và ngoài cung đường đi bộ, nếu chịu khó chinh phục, bạn có thể đi lên các đài quan sát ở nhiều độ cao khác nhau, thì bạn sẽ có được một tầm nhìn mà không có bất kỳ máy ảnh nào có thể chụp lại được ngoài mắt của con người. Hãy chuẩn bị tất cả các giác quan của bạn thật là sẵn sàng để chinh phục những thử thách đường dài của Thiên Môn Sơn, chốn bồng lai thắng cảnh mà với nhiều người chỉ mong muốn rằng có thể thử thách và đến đây một lần trong đời. Đây là khu rừng Nguyện Ước. Các bạn nào muốn ước mơ thành sự thật hay là có ước nguyện gì đó thì viết lên đây. Sợi dây màu đỏ may mắn sẽ mang cho các bạn những điều tốt đẹp. Cả một khu rừng ha. Đỏ chói luôn. Các bạn đang làm gì đó? Cho mình chơi với. Các bạn đang làm gì đó? Xin. Ai, tao ra.
hai bạn thật là đẹp đôi. Sau khi đi tham quan đỉnh Thiên Môn Sơn xong thì du khách sẽ vào một cái buồng thang máy cực kỳ dài để có thể đi xuống đi xem cổng trời. Sau lưng mình đó chính là cổng trời đó các bạn. À, cổng trời này thì cao 132m. Và cái bậc thang này thì sẽ có tổng cộng là 999 bậc thang. Và bên dưới các bạn có thể thấy đó là 99 khúc cua ngoằn ngoèo của con đường tử thần từ Thiên Môn Sơn đi xuống. Ở đây thì sẽ có hai hình thức lựa chọn, đó là mọi người có thể đi taxi, xe buýt để đi lên, rồi sau đó sẽ vượt qua bậc thang này để đi lên trên núi. Còn và sau đó sẽ đi xuống bằng cáp treo, hoặc là sẽ đi bằng cáp treo để đi lên và sau đó sẽ đi bộ xuống cái con đường cái dốc thang này đi xuống. Và đây các bạn thấy là cái vách núi rất là cao. Có bao giờ mà mọi người thấy một cái vách núi mà nó cao sừng sững như vậy chưa? Cao dã man luôn á. Thật sự đến đây rồi thì các bạn sẽ thấy là thiên nhiên ở Trương Gia Giới được bà mẹ thiên nhiên ban tặng rất là trù phú. Có cả Vũ Lăng Nguyên với những cột đá bay rất là rộng lớn, và có cả Thiên Môn Sơn với những cột đá cao ngất trời như vậy. Bạn sẽ thấy là vô cùng ấn tượng và sẽ rất là thích nơi này, một nơi rất là đáng để du lịch vì cái thiên nhiên ở đây thực sự rất là hùng vĩ và sẽ nhớ mãi không thôi, những kỷ niệm thực sự rất là đáng nhớ. Con đường này rất là nguy hiểm nè, chỉ cần trượt chân thôi là trượt xuống dưới luôn. Này đừng tưởng là đã leo xuống 99 bậc thang của Thiên Môn Sơn là coi như xong chuyện rồi ha. Thì đoạn cuối hành trình còn chưa hết thử thách đâu, khi mà du khách phải ngồi trong một chiếc xe buýt đi xuống 99 khúc cua tử thần của con đường đầy hiểm nguy. Đường thì không có một cái ổ gà nào cả, nhưng mà du khách thì sẽ bị lắc qua lắc lại như là đang ngồi ở trong vũ trường. Do xe thì cứ liên tục đảo qua đảo lại từ cua này sang cua kia, dù có phần hơi lo nhưng mà cũng không quên nhìn ra cửa sổ với những đoạn đèo vô cùng ấn tượng bên những vách đá cao sừng sững. Những ai mà yếu cơ đi tham quan Thiên Môn Sơn xong chắc cũng sẽ bị bầm dập kha khá đó. Xe buýt thì sẽ đưa thẳng mọi người trở về với điểm xuất phát là cáp treo mà chúng ta đã đi lên. Hồ Nam với Vũ Lăng Nguyên và Thiên Môn Sơn với lắm những điều thú vị. Nếu đã bị kích thích bởi video này thì hãy làm ngay một chuyến trải nghiệm cảm giác mạnh đến Hồ Nam Trung Quốc nhé. Và chính vì cảnh sắc không những đẹp tiên bồng mà còn đầy thử thách mà các du khách đã không ngừng đến thăm nơi này. Chúc mọi người sẽ có một chuyến đi đầy lý thú.